Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương kiểm tra, rà soát, thu hồi, xử lý các sản phẩm của công ty Lối Sống Mới vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cung cấp danh sách khách hàng của công ty Lối Sống Mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có 80 đơn hàng mua 13 sản phẩm của công ty Lối Sống Mới, trong đó có 46 đơn đặt hàng mua sản phẩm Pate Minh Chay. Các đơn hàng từ 1 đến 2 lọ sản phẩm được người tiêu dùng đặt mua trực tiếp qua hệ thống online về sử dụng. Trong đó huyện Văn Giang có 13 khách hàng, thị xã Mỹ Hào 16 khách hàng, thành phố Hưng Yên 17 khách hàng, huyện Yên Mỹ 10 khách hàng, huyện Văn Lâm 8 khách hàng, huyện Kim Động 5 khách hàng, huyện Khoái Châu 7 khách hàng, huyện Đân Thi 2 khách hàng, huyện Tiên Lữ Phù Cử mỗi địa phương 1 khách hàng. Các sản phẩm thu hồi xử lý gồm Pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Harry vị hảo hạng, muối vừng bát bảo vị đặc biệt, ruốc nấm Harry hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chảo quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm xả ớt, ruốc nấm cháy tỏi trên địa bàn. Trước đó, ở một số địa phương đã xuất hiện nhiều các ca ngộ độc thực phẩm khi dùng sản phẩm Pate Minh Chay.